chạy Android. Thì đây là quy cách đóng gói của sản phẩm điện thoại LG lắp gập chạy Android. Thì cái shop tên là Phone My, shop trên Shopee. Thì đơn vị vận chuyển là Shopee Express. Còn cái shop là Phone My chuyên bán những cái điện thoại, chuyên kinh doanh điện thoại trên Shopee. Đây là quy cách đóng gói. Thông tin của mình thì mình che đi rồi. Shop có nhắn kèo niêm phong khá kỹ. Tuy là sản phẩm này hàng cũ thôi, nhưng mà 99% thôi, nhưng mà shop đóng gói khá là kỹ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra xem bên trong như thế nào, sẽ như thế nào. Cái chụp sim để mình chụp ra rồi, để mình tháo ra rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra xem như thế nào. Shop tặng một bộ sạc Realme khá là xịn sò. Bộ sạc Realme. Sạc 2,4A Realme. Rồi ok, đây là cái nhân vật chính là cái máy. Bọc trong bọc shop. Thẻ bảo hành Phone My. Khá là ok. Đây là máy là cái bộ sạc Oppo sạc Realme của máy tặng kèm thì cũng khá là được. Sạc Realme mà chắc là cái này là hàng linh kiện thôi, linh kiện của Realme. Nhưng mà giờ là cũng ok rồi. Không biết cái này chắc không phải hàng chính hãng Realme mà chắc linh kiện. Mà mình cũng không rõ nữa. Nói chung là bạn nào rành về công nghệ thì mới biết được cái này là chính hãng hay là sạc, bộ sạc này chính hãng hay là hàng linh kiện. Còn cái này là theo mô tả của shop là 97%. Pin này. WiMAX. WiMAX. Ok. Khá là ok. Ngoại hình là đúng ở tầm 97%, 98% gì đó. 97 thôi, nó hơi chày nhiều. Camera thì nó chưa bị chày, nhưng mà cái mặt sau thì nó cũng khá là chày. Máy này thì bằng nhựa thôi, nhưng mà cái viền nó làm giống như là kim loại. Rồi giờ mình sẽ lắp pin thử xem như thế nào. Thì nó vậy. Rồi giờ mình sẽ thay pin. Máy này hỗ trợ sim, thôi, nhưng mà không thấy sim. Mình có thể nhớ lắp bằng cạnh bên hay gì đó, chưa thấy chỗ lắp hệ nhớ. Thấy chỗ lắp sim à, hệ nhớ là bên đây. Bên đây là chỗ lắp hệ nhớ, còn bên đây là chỗ gắn sim. Rồi ok. Cái loa, chắc loa nằm ở đây. Đây là cái loa ngoại hình 97%, vậy là ok rồi. Pin,
Bên này nó cũng hơi cổ xíu, cũng bên tầm 97%. Rồi ok. Rồi gắn nắp lưng lại. Khởi động à, nó bằng nút khởi động luôn à. Ok, ra rồi. Hy vọng là xài ngon. Người khá là dài, nói chung là khi mà tháo cái bỏ nắp gập ra thì nó khá là dài. Ok, mình sẽ test thử sim sóng như sau. Này mình test sơ qua. Thì cái này chạy Android. Very lag. Chữ biệt cách ra à, thoát ra. Đây nó có ba nút điều hướng giống của Android luôn. Để thử cái cảm ứng này nó sẽ thì ra mấy cái cũng chạy Android. Hành chính menu, một số menu không thấy cái chỗ mà vô những cái nhiều nhiều cái ứng dụng thôi. Mà cái này để mình mày mò sau. Rồi mình sẽ test thử cảm ứng xem nó có nhạy, nó có liệt hay không. Ok. Rồi cảm ứng ok rồi, không có loạn liệt gì hết á. Rồi ok, chức năng sẽ mò xong. Các bàn phím tay chính khá là được, giống như mấy cái máy điện thoại ngày xưa nhưng mà nó chạy Android. View à, setting wifi à, có wifi bluetooth, wifi bluetooth mobile data, có 3G luôn, có 4G luôn. Display brightness 60% là mình sẽ chỉnh sáng chút. 78% là sáng rồi, độ sáng khá là mạnh. 70% được rồi. Rồi vậy là cũng ok. About phone, phone name WinMax. Mình coi thử. Software 442, Android 442. Tiếng Anh hơi khó xài. Data Center Hardware Information, mình kiểm tra cái bộ nhớ của nó. Bộ nhớ của nó là 4GB.
hơi củ chuối sao, anh nói chung là hơi củ bắp sao bây giờ, nói chung hơi chuối sao bây giờ, nói chung là hơi giống như là gọi là củ bắp hay là gọi là chuối á, củ chuối sao bây giờ, tại vì mà bây giờ cấu hình nó, nhưng mà cái này máy này nó giá rẻ. Chung là cũng được, mà cái này chắc tiếng Anh thôi, cái này chắc không tiếng Việt. Kiểu như là phần mềm nó cũng cũ rồi. Thì còn còn nó có tiếng gì, language input. À có tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Hàn thôi. Không có tiếng Việt. Ok. Màn hình này kia là cũng ok. Nói chung là màn cảm cảm ứng nó bắt bắt gặp nó cũng đỡ chày. Xài mấy tác vụ cơ bản thôi. Giao diện nó vậy thôi. Còn mà chắc mà sẽ tải một cái lâu chờ khác. Rồi thử không thấy ứng dụng cơ bản của Google, chưa thấy cái camera thôi, không thấy cái camera để mình mày mò sao vậy, không thấy phím mà chụp. À có phím mà có phím cứng camera luôn, phím này là phím camera. Rồi dắt ra cắm tai nghe. Bên đây là nút tăng giảm âm lượng. Camera và loa, ở đây là đèn báo tín hiệu. Đèn báo tín hiệu. Ok. Máy cổ vậy là ok. Rồi giờ mình vô camera thử. Đây, bấm phải bấm giữ nó mới vô camera. Về, tay mình về camera rồi. À, cho tay mình về camera. À, phải, à đây rồi. Rồi bấm bấm chụp. Dễ cái tay, dễ cái camera quá. Rồi bấm chụp. À. À. Đây, chụp hình khá ok đó. Quên tự nhiên mình đang chơi. Đó, đã chụp hình rồi. Coi lại vẽ cái máy hình chụp. Này mình coi lại máy hình chụp cũng khá là được. Khá là rõ nét. Là mấy cái hình chụp con gà nè, khá là rõ nét luôn, chụp khá là nhiều tấm. Ok rồi giờ mình thử camera trước. Trời ơi, camera trước ok, camera trước cũng 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 được. À, camera sau rồi xoay. À, tay kia camera này, đây camera sau. Tốc độ chụp cũng có tốt,
Rồi ok. Rồi giờ mình hôm nay cái bài review của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và mình sẽ tiếp tục review cái máy này trong những bài trong cái bài đánh giá tiếp theo của mình. Đóng lại nó kêu tiếng kêu này. OLED chính là nhà mạng. Đây cái móc chìa khóa, cái móc này để mình móc cái sợi dây để mình đeo này. 7% giờ là ok rồi. Cái cổng sạc micro USB. Kiểu dáng khá là ok. 5 phút sau, mình vừa mới lắp sim vô thấy thấy nhận sóng ok. Lắp sim Viettel vô thấy nhận sóng ok. Bây giờ mình sẽ mình mới tìm được cái nút để vào menu của nó. Đây là nút menu. À, cái menu của nó cũng khá là trực quan. Nút điều hướng giống như mấy điện thoại ngày xưa. Ok, khá là hay. Vô gallery có luôn. FM radio. À, connect là tai nghe mới được radio nghe radio. Gallery. À, vô là cái máy gallery này mình chụp nè. Giao diện máy ảnh. À, cái giao diện này mình chụp nè. À, vô hình ảnh gà coi nè. Ok. Khá là máy khá là ok luôn. Và có thể mình cảm ứng được. Mình có thể cảm ứng được trên màn hình này luôn. Lướt trên màn hình này được luôn. Quá ok. À, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo của mình.